sẽ có những phút giây trải nghiệm tuyệt vời. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo ở ngay bên dưới phía tay phải màn hình các bạn để nhận được những tin tức mới nhất, hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày nhé. Trong chương mục bản tin thể thao hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất, hấp dẫn nhất về thể thao Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn cùng xem nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, trong bản tin bóng đá ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị những tin chính nổi bật sau đây. 3 điểm nóng quyết định trên sân Thammasat. Việt Nam đầu Thái Lan, thầy Park dùng chiêu độc giăng bẫy chủ nhà. Huấn luyện viên Park Hang-seo là thần tài của Việt Nam trước Thái Lan. Thứ hạng từ Việt Nam thay đổi ra sao sau trận đấu gặp Thái Lan. Thông tin chính thức U22 Việt Nam chốt danh sách đấu Trung Quốc. Sau đây, mời quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết. Trận lượt đi vòng loại World Cup 2022 trên sân Thammasat giữa Thái Lan Việt Nam đang được dự báo rất căng thẳng trên từng mét cỏ. Sau đây là 3 điểm nóng có thể quyết định trận đấu. Huy Hùng muốn bắt chết ngòi nổ Chanathip. Ai cũng biết Chanathip cực kỳ nguy hiểm, có khả năng tạo ra đột biến rất cao. Đang chơi thăng hoa tại Nhật, nhưng mà Huy Hùng có đủ kinh nghiệm và sự lạnh lùng để khóa ngòi nổ của Thái Lan. Tiền vệ đang có phong độ ổn định này tự tin cho biết trước trận. Chanathip là một cầu thủ rất hay, nhưng chúng tôi đã lên nhiều phương án để khắc chế anh ấy. Nếu được tin tưởng, tôi nghĩ mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Quang Hải tái đấu Titipan. Tiền vệ Quang Hải của Việt Nam cũng đang được đối thủ đặc biệt quan tâm, không khác gì Chanathip. Và chắc chắn anh sẽ bị Titipan, một cầu thủ cũng đang chơi bóng ở Nhật Bản, kèm theo như hình với bóng. Tại Kings Cup 2019, Titipan dường như là bất lực trước sự sáng tạo và đột biến của Quang Hải và nhiều lần phải phạm lỗi với anh. Lần này cũng sẽ không thể khác. Trọng Hoàng không ngán Tiraton. Trọng Hoàng sẽ thêm một lần phải đối đầu với cầu thủ đang thi đấu ở J-League 1 trong màu áo Yokohama F. Marinos. Cả hai đều là những hậu vệ biên hàng đầu của khu vực Đông Nam Á. Tại Kings Cup, Thái Lan liên tục đánh vào cánh của Trọng Hoàng án ngữ với lá cờ đầu Tiraton, nhưng đều bất lực trước một hoàng bò dẻo dai tinh quái. Trọng Hoàng thực sự không có gì phải ngán ngại Tiraton. Việt Nam đầu Thái Lan, thầy Park dùng chiêu độc giăng bẫy chủ nhà. Huấn luyện viên Park Hang-seo, ngoài đấu pháp thích hợp cho cuộc so tài với Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022, còn có những chiêu độc để giúp tuyển Việt Nam chiến thắng. Không phải đến lúc này mong muốn đánh bại tuyển Việt Nam của Thái Lan mới xuất hiện, mà ngay từ khi kết thúc AFF Cup 2018, họ đã khát khao chiến thắng trước đoàn quân của ông Park Hang-seo. Người Thái đương nhiên không cam phận đóng vai thứ chính ở khu vực Đông Nam Á, nhất là khi ông Park đến nắm quyền, đã giúp bóng đá Việt Nam bay rất cao và xa để càng khiến voi chiến nóng mặt. Chính bởi thế, sau thất bại khá muối mặt tại Kings Cup, tuyển Thái Lan gần như dốc toàn bộ tài nguyên nhân lực hòng lấy lại vị thế số 1 khu vực. Và dù chưa ra sân kể từ khi huấn luyện viên Nishino Akira đến, nhưng chắc chắn voi chiến đang thay đổi từng ngày để hoàn thành mục tiêu cao của mình ở vòng loại World Cup cũng như đánh hạ Thái Lan. Bằng chứng chính là việc huấn luyện viên người Nhật khiến nhiều người bất ngờ cũng như là tò mò với cách dụ quân cho trận đấu đầu tiên với tuyển Việt Nam vào tối nay. Chỉ khi giữ một tiền đạo còn rất trẻ kèm theo tuyên bố mọi cầu thủ Thái Lan cần biết ghi bàn thay vì trông chờ vào các chân sút như trước. Nói một cách ngắn gọn lại, trong hàng loạt trận đấu gần đây, chiến thắng luôn thuộc về thầy trò ông Park, nhưng Thái Lan vẫn rất nguy hiểm. Huống gì lúc này họ đang có trong tay huấn luyện viên từng cầm quân đầy thành công tại World Cup nắm quyền như lúc này. Nên cần phải chơi chiêu độc. Với tính cách của mình, đến lúc này chắc chắn rằng chiến lược gia người Hàn Quốc đã có đấu pháp để đối đầu Thái Lan. Và trong đầu huấn luyện viên Park Hang-seo hẳn cũng đã tính những phương án về con người, chơi bóng từng thời điểm như thế nào để đánh hạ đội chủ nhà. Tuyển Việt Nam chắc chắn tiếp tục chơi với sơ đồ 5-4-1 khi phòng ngự và thời điểm chuyển sang đá tấn công là 3-4-3. Đây là sơ đồ không mới lạ gì dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Có chăng là với trận đấu này sẽ cần cân nhắc con người để thực hiện lối chơi đề ra. Sở dĩ nói đến từng vị trí như vậy là vì hai hậu vệ biên, hai hộ công rất quan trọng để phục vụ sơ đồ chiến thuật này khi giữ vai trò cơ động trong đội hình mỗi khi chuyển từ thế chủ động phòng ngự sang tấn công tổng lực, có nghĩa là nền tảng thể lực phải đủ, kèm theo đó là hiểu rõ về cách vận hành chiến thuật. Vấn đề này dường như đang là điều mà ông Park đau đầu, đặc biệt khi các hậu vệ cánh của đội nhà sau khi Văn Hậu Trọng Hoàng khả năng ra sân bị bỏ ngỏ. Cùng lúc thì người hiểu và người chơi tốt ở vai trò hộ công cùng Quang Hải, nhất là Công Phượng thì cũng hiện chưa đủ yên tâm. Giải quyết được vấn đề con người ở các vị trí này, cơ hội thành công của tuyển Việt Nam trước Thái Lan sẽ tăng thêm một bậc. Chưa nói tới là tâm lý mà Công Phượng, Quang Hải cùng các đồng đội lúc này đang được coi là thoải mái hơn đội chủ nhà.
Ngoài yếu tố về mặt chiến thuật, mảng biếng tấn công, xem ra ông Park cũng cần phải tính đến những tình huống cố định, vốn là điểm rất mạnh của Quang Hải, Công Phượng. Đây sẽ là đòn kết liễu để chiến thắng, chứ không phải về chiến thuật, bởi gần như cả hai ông thầy đều khá hiểu nhau, rõ như những phát biểu vừa qua. Giải quyết được hai vấn đề trên, đồng thời nhập cuộc một cách bình tĩnh, tuyển Việt Nam sẽ chiến thắng, đó là điều chắc chắn. Huấn luyện viên Park Hang-seo là thần tài của Việt Nam trước Thái Lan. Với những thành tích ấn tượng trước bóng đá Thái Lan, huấn luyện viên Park được xem là thần tài của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Theo thống kê, huấn luyện viên Park của tuyển Việt Nam có thành tích ấn tượng khi đối đầu với bóng đá Thái Lan. Vị chiến lược gia 60 tuổi chưa từng thua người Thái trên cương vị huấn luyện viên. Huấn luyện viên Park chưa từng thua lần chạm trán bóng đá Thái Lan ở cấp độ câu lạc bộ, U23 và đội tuyển quốc gia, đạt thành tích 5 chiến thắng và 1 trận hòa. Cụ thể là ông đã cùng U23 Hàn Quốc thắng U23 Thái Lan 3-0 vào năm 2002, cùng Trung Nam FC đánh bại Chamburi với tỷ số 2-0, hòa một đều năm 2008. Ở trận đấu ra mắt người hâm mộ Việt Nam, huấn luyện viên Park giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan tỷ số 2-1 tại M1 50 Cup 2017. Hai năm sau đó, nhà cầm quân người Hàn tiếp tục giúp U23 Việt Nam hủy diệt đối thủ tỷ số 4-0 tại vòng loại U23 châu Á 2020. Trong lần gặp nhau gần nhất tại King Cup 2019, huấn luyện viên Park và các học trò tiếp tục khiến người Thái ôm hận trên sân nhà khi giành chiến thắng 1-0 bằng bàn thắng duy nhất của lão tướng Anh Đức. Huấn luyện viên Park đánh giá cao chiến thắng của đội tuyển Việt Nam tại King Cup. Nếu nói về ý nghĩa ở King Cup thì chiến thắng đó sẽ là các cầu thủ Việt Nam hiện tại và sau này tự tin hơn khi đấu với Thái Lan. Dù Thái Lan đã nhiều lần thất bại trước Việt Nam trong thời gian gần đây, nhưng họ có huấn luyện viên mới và đang khát khao chiến thắng trên sân nhà. Dù vậy, chúng tôi tập trung vào sự chuẩn bị của mình, không ai có thể biết trước kết quả trận đấu ngày mai ra sao, nhưng chúng tôi chơi đoàn kết, nỗ lực hết sức như những gì chúng tôi vẫn làm. Cái duyên của huấn luyện viên Park trước người Thái sẽ tiếp thêm sự tự tin cho học trò ở trận ra quân vòng loại World Cup 2022. Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ chạm trán tuyển Thái Lan lúc 19 giờ hôm nay trên sân Thammasat. Thứ hạng tuyển Việt Nam thay đổi ra sao sau trận gặp Thái Lan? Với tính chất quan trọng của trận đấu thuộc vòng loại World Cup, kết quả giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan ảnh hưởng nhiều đến vị trí trên bảng xếp hạng FIFA. Lúc 19 giờ ngày 5 tháng 9, đội tuyển Thái Lan sẽ có trận tiếp đón Việt Nam trong lượt trận đầu tiên bảng G thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2022, khu vực châu Á. Trước trận đấu mở màn có tính chất quan trọng, hai đội đều đặt quyết tâm giành chiến thắng. Đối với các cầu thủ Việt Nam, việc giành 3 điểm không chỉ giúp họ có được khởi đầu thuận lợi mà còn duy trì thứ hạng trong top 100 thế giới. Theo bảng xếp hạng FIFA công bố ngày 25 tháng 7, tuyển Việt Nam xếp hạng 97 với 1.232 điểm, Thái Lan đứng 115 với 1.165 điểm. Theo cách tính điểm của FIFA, những trận đấu tại vòng loại World Cup có hệ số 1 là 25, do đó điểm số của tuyển Việt Nam sau trận gặp Thái Lan sẽ có nhiều biến động, tùy thuộc kết quả. Nếu giành chiến thắng, thầy trò huấn luyện viên Park có thêm 10,9 điểm, nâng tổng số điểm 1.243, giữ nguyên thứ hạng 97 thế giới. Trong khi đó, Thái Lan bị trừ với số điểm tương tự, nhiều khả năng tụt 3 bậc. Trong trường hợp trận đấu trên sân Thammasat tối ngày 5 tháng 9 kết thúc tỷ số hòa, tuyển Việt Nam bị trừ 1,6 điểm. Nếu nhận thất bại trước Voi Chiến thì Việt Nam bị trừ tới 14,1 điểm. Khi đó, đoàn quân của thầy Park chỉ còn 1.218 trên bảng xếp hạng và chắc chắn rơi khỏi top 100 thế giới. Tại giải giao hữu King Cup nằm trong lịch thi đấu FIFA Day hồi tháng 6, tuyển Việt Nam có chiến thắng 1-0 với người Thái, được cộng 4,5 điểm. Trận thắng quan trọng này giúp thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo duy trì vị trí trong top 16 châu Á và được xếp vào nhóm 2 tại lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022. Thông tin chính thức: U22 Việt Nam chốt danh sách đấu Trung Quốc. U22 Việt Nam đã chốt danh sách tham dự trận đấu giao hữu với U22 Trung Quốc. Đáng chú ý có sự góp mặt của Nguyễn Tiến Linh. Mới đây, ban huấn luyện U22 Việt Nam chính thức chốt danh sách 24 cầu thủ tham dự trận đấu giao hữu quốc tế với đội tuyển U22 Trung Quốc diễn ra ngày 8 tháng 9 tới đây. Nổi bật có tiền đạo Hà Đức Trinh, Phan Thanh Hậu, Nguyễn Trọng Hùng, Bùi Tiến Dũng. Đáng chú ý trong danh sách, U22 Việt Nam có sự góp mặt của tuyển thủ quốc gia Nguyễn Tiến Linh. Chân sút của Bình Dương sẽ hội quân sau khi kết thúc trận đấu với tuyển Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo kế hoạch, tuyển U22 Việt Nam lên đường sang Trung Quốc vào ngày 5 tháng 9. Toàn đội di chuyển từ sân bay Nội Bài Hà Nội qua Quảng Châu, tiếp tục đi đến Vũ Hán, địa điểm tổ chức trận giao hữu, chủ nhà U22 Trung Quốc và U22 Việt Nam. Như vậy, đội tuyển có thêm 2 ngày tập luyện và làm quen điều kiện thời tiết nơi đất khách. Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo trở lại trực tiếp nắm quyền dẫn dắt U22 Việt Nam sau khi kết thúc trận đấu với Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022, khu vực châu Á.
Vị chiến lược gia người Hàn Quốc cùng Nguyễn Tiến Linh và các trợ lý người Hàn Quốc đáp chuyến bay từ Thái Lan sang Trung Quốc vào ngày 6 tháng 9. Trận đấu giao hữu giữa tuyển U22 Trung Quốc và đội tuyển U22 Việt Nam diễn ra 19 giờ giờ Việt Nam ngày 8 tháng 9 trên sân vận động Huangshi Olympic Sports Center, Vũ Hán, Trung Quốc. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hay mới nhất được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.